Dạ, mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoa Lan Giống. Thì cũng khá là lâu rồi bên em chưa có lên clip. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái dòng lan mà cô chú anh chị nào mà chơi lan thì cũng nên sưu tầm hai chậu trong vườn nhà mình nha. Đây là dòng lan cát lục đại thượng. Đó, hoa của nó rất là thơm nha cô chú anh chị. Và khuôn hoa rất là to mà mang một cái hương thơm rất là nhẹ nhàng luôn, nhưng mà kiểu hương thơm rất là lâu và thơm ngày thơm đêm luôn. Cái dòng này thì hoa quanh năm cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cứ lên cây con là nó sẽ có hoa. Và một thân như thế này á, thì nó sẽ cho mình là một vòi hoa, mà hoa chùm luôn nha cô chú anh chị. Cánh của nó thì cánh sáp cho nên là rất là bền hoa. Cái mặt hoa này thì mình có thể chơi từ một tháng mấy. Này thì bên em sẽ bán với giá là 180, và hai chậu là bên em sẽ bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, rất là đẹp và hoa cực kỳ thơm. Anh sẽ quay cái chậu đó. Rồi, cô chú anh chị nào mà mình yêu thích cái dòng lan này hoặc là mình muốn sưu tầm thì cô chú anh chị mình để số điện thoại bên dưới phần bình luận, hoặc là mình có thể liên hệ qua hai số hotline của nhà vườn bên em. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ nhà vườn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video sau ạ.